Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Tạp chí Người Việt Nam. Đây là hộp của chiếc Amazfit Sportswatch 3, hay còn được biết đến với cái tên ở thị trường nội địa là Amazfit Starter 3. Thì đây là một chiếc đồng hồ thông minh được đánh giá cao về độ đẹp mắt cũng như là về những tính năng bên trong hỗ trợ cho người dùng tập luyện thể thao. Nhưng mà đây là một phiên bản đặc biệt hơn rất nhiều so với những chiếc đồng hồ thông minh các bạn đang thấy trên thị trường. Đây là một phiên bản đặc biệt để kết hợp với cái bộ phim Star Wars ở đây. Thì nhìn hộp chúng ta đã biết ngay chữ Star Wars nổi lên rất là đẹp. Và nếu các bạn khi bạn chiếu ánh sáng vào đây thì nó cũng có những cái màu như kiểu vân quang phổ ấy, rất là đẹp. Ở trên này thì sẽ chỉ có logo của Amazfit thôi. Ở bên phải này thì sẽ có một cái biểu tượng của Lucasfilm, nghĩa là nhà sản xuất của bộ phim Star Wars. Cũng như là dưới này thì có cái logo của Disney nữa và cái thông tin bằng tiếng Trung ở đây. Rồi, vì chiếc hộp rất là đơn giản nên chúng ta hãy cùng đập hộp luôn nhá. Thì ở trên này thì sẽ chỉ có một cái logo Amazfit mờ mờ như này. Đi vào bên trong của chiếc đồng hồ này thì ngay trên mặt này chúng ta sẽ có hai cái miếng kim loại. Gọi đây là cái gì? Phù hiệu à? Một bên là Luke Skywalker và một bên là Darth Vader. Đại diện cho hai bên, một bên là chính, một bên tả. Đấy. Nghe như phim kiếm hiệp nha. Bỏ qua cái này qua một bên này. Thì đây chính là đồng hồ chúng ta. Thì mình đã bóc seal ở đây rồi, các bạn thấy không? Đây là chiếc đồng hồ chúng ta. Trong cái hộp này thì rồi sẽ có một cái dây sạc này, sạc nam châm này, và sẽ có sách hướng dẫn sử dụng thôi. Đó, tất cả những cái phụ kiện rất đơn giản của chiếc đồng hồ này thì là đều có bên trong này. Trước khi đến với nhân vật chính thì chúng ta hãy cùng xem qua cái huy hiệu này nó tặng có gồm những cái gì. Thì như mình đã nói rồi, ở trên này là hai ảnh của hai ông kỳ cựu trong bộ phim Star Wars. Ở mặt sau thì sẽ là dòng chữ Star Wars mà thôi, không có gì đặc biệt cả. Và nếu các bạn mua đồng hồ này thì cái này chắc để trưng bày thôi. Và đây là chiếc đồng hồ chúng ta. Về sơ qua thiết kế thì mình thấy nó vẫn có những nét giống so với cái phiên bản tiêu chuẩn. Ví dụ như là mặt đồng hồ tròn có những cái đường viền chia vạch như thế này. Và cái chất liệu của đồng hồ này thì theo nhà xuất nói là làm từ thép không gỉ, kết hợp pha một chút thêm thủy tinh ở bên trong. Và bao quanh thì lại có một lớp nhựa giả vân carbon như này. Vì vậy cái sức chống chịu độ bền của chiếc đồng hồ này được đánh giá rất là cao. Tuy nhiên nó vẫn có những điểm thay đổi rất lớn. Ví dụ như là ở đây là dây đồng hồ. Như các bạn thấy ở đây thì một nửa là dây đỏ, một nửa là dây trắng. Ở trên cái dây trắng này thì nó có chữ là Chain Use Mode. Cái câu nói này thì thường được nghe thấy từ thầy Yoda. Ở dây đỏ này thì nó có dòng chữ là Vader is my motivator. Đúng rồi, motivator. Đấy, thì các bạn nào biết thì hãy comment phía bên dưới nha. Và cái nửa dây trắng này thì nó sẽ đại diện cho chính nghĩa. Và dây nửa dây đỏ này thì đại diện cho phe phản diện. Và trên mặt của đồng hồ này cũng thế, nó có hai giải ở đây. Một giải đỏ ở đây và một giải trắng ở đây. Nhìn rất là bắt mắt. Và theo mình thì nửa dây trắng này thì cũng giống như kiểu cái thanh gươm lightsaber của phe chính diện. Còn cái nửa đỏ này thì nó giống như thanh gươm lightsaber của phe phản diện. Và nhà sản xuất cũng khá là tinh tế khi mà làm cái dây dài hơn là dây trắng. Và cái dụng ý ở đây thì mình nghĩ rằng tà thì không bao giờ có thể thắng chính được. Về chất liệu dây này thì nó vẫn giống cái bản tiêu chuẩn và nó vẫn đem lại một cái cảm giác đeo rất là thoải mái, ôm tay cũng như là nó rất là mềm dẻo. Và cái dây này thì cũng là dạng dây tiêu chuẩn, các bạn có thể rất dễ dàng thay thế khi mà tháo được cái khuy này ra. Thậm chí là nếu các bạn muốn đổi vị trí của hai dây này thì mình nghĩ cũng có thể được đấy. Rồi phía bên cạnh phải thì sẽ là bốn nút vật lý. Cái nút vật lý này thì nó giúp các bạn khi các bạn tập luyện mà ra mồ hôi, các bạn không thể cảm ứng ở trên này được thì các bạn sẽ sử dụng nút vật lý, nó sẽ tiện hơn rất là nhiều. Cái nút bên trên cùng là nút select và ở phía dưới là back. Còn ở hai cái nút giữa này thì nó sẽ là tùy chọn những cái tính năng nhanh về tập luyện thể thao. Ở phía dưới này thì vẫn sẽ là những cái chấu sạc nam châm để sạc cho chiếc đồng hồ này và có cảm biến nhịp tim ở đây. Về cơ bản cái thiết kế của chiếc đồng hồ này thì mình tin rằng những cái bạn fan của Star Wars chắc chắn sẽ rất là thích bởi vì nó mang đậm chất cái bộ phim Star Wars đấy. Còn đối với mình thì mình thấy cái thiết kế đồng hồ này nó hơi bị trẻ con một chút thì không biết các bạn thế nào, các bạn hãy comment phía bên dưới nha. Về màn hình thì Amazfit Sportswatch 3 sở hữu một màn hình với kích thước là 1,34 inch với độ phân giải là 320x320, hiển thị được hơn 250.000 màu và nó được bảo vệ bởi kính Gorilla Glass 3. Nhưng mà điểm đặc biệt của màn hình này đó chính là nó sử dụng cái công nghệ là Memory in Pixel, viết tắt là MIPS ấy. Cái công nghệ này thì nó dựa trên cái tấm nền là TFT mà thôi. Tuy nhiên thì nó rất giống với những chiếc đồng hồ của Garmin. Công nghệ màn hình này thì có những ưu điểm, ví dụ như là nó nhìn ở ngoài trời rất là tốt và nó tiết kiệm pin rất là nhiều. Tuy nhiên nó cũng có những nhược điểm, ví dụ như là thể hiện được ít màu cũng như là độ phân giải chỉ dừng ở mức trung bình, nó không thể rực rỡ được như những chiếc đồng hồ sử dụng màn hình OLED đâu. Cái kiểu màn hình này thì nó hướng tới hoàn toàn với những người tập luyện thể thao ngoài trời, tập luyện nhiều. Amazfit Sportswatch 3 Star Wars thì có rất nhiều công nghệ cảm biến thông minh, ví dụ như là cái công nghệ BioTracker có thể thu thập dữ liệu nhịp tim 24 giờ, cảm biến con quay địa lý 30, cảm biến gia tốc 60 cũng như cảm biến áp suất không khí, và hỗ trợ cả Android 5.0 và hỗ trợ iOS từ 10.0 trở lên. Cái đồng hồ này thì nó hỗ trợ lên tới 19 chế độ tập luyện thể thao khác nhau, ví dụ như bơi lội, đạp xe này hay là tennis, bóng đá thì đều có thể hỗ trợ trên chiếc đồng hồ này. Rất tuyệt vời cho những người nào dân thể thao chuyên nghiệp.
Về giao diện bên trong thì thực sự là nó có khá ít những cái thứ đặc biệt liên quan tới cái bộ phim Star Wars, mà đây chúng ta sẽ chỉ có thêm một cái hình nền khác mà thôi. Và nếu ở ban ngày thì nó sẽ thể hiện hình của Luke Skywalker như này, còn nếu mà khi trời tối thì nó sẽ chuyển sang cái hình nền của Darth Vader. Đó là tất cả những gì khác biệt ở trong phần mềm của chiếc đồng hồ này. Và chiếc đồng hồ này thì có bộ xử lý lõi kép là 1.2GHz tích hợp với chip năng lượng thấp ARM Cortex M4 để hỗ trợ hai hệ điều hành riêng biệt. Đồng hồ thì có khả năng chống nước 5 ATM, đồng nghĩa với việc có thể ngâm nước lên tới độ sâu là 50m. Viên pin bên trong thì có dung lượng là 300mAh sạc đầy trong 2,5 giờ khá lâu, nhưng bù lại thì nó có thời lượng pin rất là tốt. Chiếc đồng hồ này thì theo nhà xuất công bố nó có thể sử dụng lên tới 7 ngày ở chế độ thông minh, 14 ngày ở chế độ siêu tiết kiệm pin và 35 giờ ở chế độ GPS liên tục. Và nó còn có khả năng phát nhạc độc lập, vì vậy nếu các bạn đi tập luyện ở ngoài trời thì bạn hoàn toàn có thể đeo thêm một cái tai nghe Bluetooth và kết nối với chiếc đồng hồ này và đeo nghe nhạc để luyện tập rất là dễ dàng. Amazfit Sportwatch 3 thì cơ bản vẫn là một chiếc đồng hồ hỗ trợ rất tốt cho luyện tập thể thao, nhưng mà với cái bản đặc biệt này thì mình nghĩ rằng các fan của Star Wars sẽ là phù hợp nhất. Còn các bạn có thích cái chiếc đồng hồ này không, và các bạn có phải là fans của Star Wars không thì hãy comment phía bên dưới nhá. Và xin cảm ơn LD Store đã cho mình mượn sản phẩm này để trên tay nhanh và đánh giá cho các bạn. Sản phẩm này đã có giá là 5,5 triệu đồng. Mình là Xuân Nhân, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau của tạp chí Ngành Nhìn Việt Nam.